Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường từ chính những gì bản thân tôi áp dụng, vận dụng trên thị trường để làm sao minh chứng vào trong thị trường thực tế để gửi đến nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex này. Không có chuyện á quân Forex thế giới hay rô trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ là phân tích về xu hướng, đọc lệnh, bắt tín hiệu và đưa lên giao dịch, cũng như dùng trading view để vẽ vời và gì nhỉ, backtest lại lịch sử trong thị trường mà gọi đó là giao dịch thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện á quân Forex thế giới hay rô trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài như vậy mà gọi đó là thành công trên thị trường. Đó chỉ là những kẻ dùng mồm, dùng mõm để lừa đảo, bịp bợm nhà đầu tư. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Giao dịch được thì phải sâu phun toàn bộ lịch sử để chứng minh cho cả quá trình đó trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và cảnh báo đến nhà đầu tư về các vấn nạn trên thị trường, cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị của kiến thức, của những phương pháp, của những kỹ năng giao dịch, từ phương pháp đánh scalp, đánh swing, đánh lướt để phối hợp với nhau, đánh riêng lẻ với nhau như thế nào để tạo ra lợi nhuận. Những giá trị tôi vận dụng, áp dụng đều có cơ sở để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ cả một quá trình dài của bản thân tôi trên thị trường. Đây chính là những minh chứng thực tế để gửi đến nhà đầu tư với mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên nhìn nhận thực tế và yêu cầu bất kỳ một ai đang chia sẻ cho nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex này đều phải chứng minh bằng thực tiễn giống như những gì tôi đang chứng minh với mọi nhà đầu tư trên thị trường trong suốt nhiều năm qua để các bạn cùng nhìn nhận, cùng đánh giá. Đây là cả một quá trình dài của bản thân tôi phải minh chứng vào trong thực tế từ phương pháp đánh scalp, đánh lướt, đánh swing hoặc phối hợp với nhau để làm sao tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả nhất trên thị trường. Không thể nào mà một sớm một chiều giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia nói với cả nhà đầu tư rằng chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài có thể vận dụng giao dịch được ngay mà ngay cả chính bản thân thằng thầy còn không chịu minh chứng vào trong thực tế. Vậy thì làm sao nhà đầu tư ra ngoài có thể vận dụng, có thể áp dụng được vào trong thị trường để tạo được ra những giá trị lợi nhuận ở trên thị trường thực tiễn? Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những minh chứng ở trên thị trường. Tôi cho nhà đầu tư nhìn nhận rõ về mọi kỹ năng giao dịch ở trên thị trường và mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này. Đó, anh em thấy rõ nha, giao dịch được thì chứng minh được, đó là điều hiển nhiên. Còn giao dịch không được thì sẽ không có minh chứng vào trong thị trường thực tế. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang truyền tải sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường. Chào nhà đầu tư.